Sự bùng phát dịch Covid-19 tại các tỉnh thành ở Việt Nam khiến những người dân rất hoang mang và lo lắng. Đặc biệt là phần lớn người dân bị nhiễm bệnh thì đều tìm những thông tin trên mạng, internet hoặc qua truyền hình và các đơn thuốc không có tính chất xác thực để tự điều trị, và từ đó dẫn đến việc điều trị không chính xác và gây nên ảnh hưởng về kinh tế cũng như sức khỏe người bệnh và gia đình. Trong video hôm nay, tôi xin chia sẻ một số lưu ý với người bệnh khi mắc Covid và nhất là các đối tượng, đặc biệt là phụ nữ có thai và đang cho con bú mà không may mắn bị mắc vào Covid và điều trị thế nào cho đúng và hiệu quả nhất. Như chúng ta đã biết, virus Covid-19 ban đầu sẽ xâm nhập vào trong cơ thể thông qua đường hô hấp và gây ra các triệu chứng như sốt này, lạnh này, chảy mũi này, đau họng, ho và ớn lạnh, giống như các cái bệnh cảm cúm thông thường. Một số triệu chứng khác có thể bao gồm như hụt hơi này, mất mùi hoặc vị, đau nhức cơ thể, đau đầu, chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi. Các triệu chứng tiêu hóa như buồn nôn, nôn mửa hoặc là tiêu chảy. Nghiên cứu ghi nhận thì có khoảng 81% người bệnh mắc Covid-19 bị bệnh ở mức độ nhẹ và trung bình. Hầu hết các trường hợp này đều có thể tự hồi phục ở nhà, không nên quá hoang mang và lo lắng. Và đồng thời nếu bị các triệu chứng nào thì dùng thuốc điều trị triệu chứng đó. Trong những cái đối tượng mắc Covid thì cũng có những đối tượng như là đang có thai hoặc là cho con bú. Những đối tượng này thì không nên dùng những cái sản phẩm như là thuốc kháng sinh, thuốc kháng viêm hoặc là thuốc chống dị ứng nếu không có chỉ định của bác sĩ. Vì các đối tượng này rất nhạy cảm, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi hoặc là thước qua sữa, ảnh hưởng đến bé sơ sinh khi mà con bú sữa mẹ. Đối với các đối tượng nhạy cảm này thì trong quá trình thăm khám thì tôi luôn lựa chọn các cái sản phẩm an toàn có nguồn gốc từ thảo dược để bệnh nhân sử dụng. Trong đó, sản phẩm liên ngân được tôi đánh giá rất cao. Sở dĩ tôi đánh giá cao sản phẩm này bởi vì liên ngân chính là thành quả kế thừa từ bài thuốc Ngân Kiều Tán, một bài thuốc nổi tiếng của danh y Ngô Quốc Thông đời nhà Thanh, được Bộ Y tế khuyến cáo sử dụng cho F0 giai đoạn khởi phát ban đầu với các triệu chứng đặc trưng như sốt nhẹ hoặc không sốt, hơi lạnh, mệt mỏi và đầu thì đau, cơ bắp mệt mỏi, nuốt đau, khô miệng. Trong sản phẩm liên ngân thì gồm có các thành phần như sau. Thứ nhất đấy là kim ngân hoa. Kim ngân hoa làm thanh nhiệt thải độc, làm cải thiện các cái triệu chứng như sốt cao, viêm khí phế quản, đau rát họng, ho nhiều và ho khan. Thành phần thứ hai là liên kiều, giúp ức chế nhiều loại vi khuẩn nhiễm vào cơ thể như thương hàn này, lao này, bạch hầu này, ho gà hoặc virus cúm và nấm. Thành phần thứ ba là ngưu bào tử. Ngưu bào tử có tác dụng làm ấm phổi, loại bỏ đờm và làm giảm viêm và hỗ trợ các cái triệu chứng như cúm hoặc đau rát họng. Với những thành phần dược liệu an toàn trên cùng với những công dụng hiệu quả như vậy thì phụ nữ đang mang thai hay cho con bú đều sử dụng được và hoàn toàn hiệu quả với những ai đang nhiễm Covid-19 giai đoạn khởi phát, thể nhẹ hoặc những ai đang bị hắt hơi, sổ mũi, ngạt mũi do cảm cúm thông thường. Sử dụng sản phẩm này rất là dễ. Mọi người chỉ cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì của hộp và dùng theo. Với người lớn thì dùng một lần từ 2 đến 3 viên và đến 3 lần trong ngày. Mọi người nhớ là phải sử dụng duy trì đều đặn, kết hợp với ăn uống khoa học, sinh hoạt hợp lý để hiệu quả được tăng cao. Thưa bác sĩ, gần đây có nhiều thông tin về dược liệu xuyên tâm liên giúp phòng hỗ trợ Covid, lại là thảo dược thì phụ nữ có thai có sử dụng được không ạ? Xuyên tâm liên là sản phẩm được nhiều người biết đến với những công dụng như là hạ sốt, giảm đau, viêm họng, viêm amidan, cảm lạnh và giảm huyết áp. Tuy nhiên thì xuyên tâm liên có vị đắng và có thể gây buồn nôn, tiêu chảy, và nếu mà dùng kéo dài thì có thể ảnh hưởng đến tỳ vị, đặc biệt không dùng cho phụ nữ có thai và đang cho em bé bú. Có sức khỏe tốt là nền tảng cơ bản của một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc, là cơ sở quan trọng của mỗi người để thực hiện ý tưởng, ước mơ và nguyện vọng của cuộc đời mình. Chúng ta không nên khi bị bệnh rồi mới tìm phương pháp hỗ trợ. Hãy bắt đầu từ ngay ngày hôm nay bằng việc hỗ trợ, bảo vệ, quan tâm sức khỏe của mình. Mong rằng những chia sẻ ngày hôm nay của tôi sẽ giúp cho các bạn có những kiến thức bổ ích để bảo vệ sức khỏe của mình cũng như những người thân của mình. Sản phẩm liên ngân hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng Covid giai đoạn khởi phát, dùng được cho cả bà bầu. Hotline 1900 6424.